Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện, kênh video chuyên review các cái sản phẩm độ chế xe 3-4 bánh sử dụng điện hoặc xăng. Thì video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái bộ xe điện 4 bánh để chở hàng đơn giản. Bộ xe bao gồm một cầu trước thẳng, một bộ cầu sau, trang bị động cơ là 500W điều khiển, 4 cái bánh xe, chân phanh và tay phanh. Cái bộ này thì nó không sử dụng hệ thống lái, vô lăng mà sử dụng ghi đông tay lái giống như xe đạp, nhưng nó có thể lái được cả hai bánh trước. Qua cái bộ rằng lái đây, đây chính là bộ rằng lái của nó. Kết cấu được lái qua một cái cột lái này. Khi ta kéo vô lăng thì cái phần thanh rằng này sẽ đẩy qua đẩy lại và làm cho hai cái mirror này xoay cái bánh trước. Đấy là nguyên lý hoạt động của nó, đơn giản như vậy. Nó cũng giống như vô lăng thôi, nhưng mà bởi vì nó lái bằng tay lái. Trên tay lái thì được trang bị một cái tay ga có ổ khóa báo điện và một công tắc tiến lùi. Bốn cái bánh đường kính 35 cm, thông số của bánh là 300-8. Bộ này chỉ là một bộ tiêu biểu, khách hàng có thể nâng cấp lên để chở hàng nặng hơn. Với một cái bộ như thế này thì có thể chở hàng tối đa là 200 kg, và khuyến cáo thì chỉ trừ 150 kg trở lại thôi. Các bạn có thể nâng cấp lên đến 1000 kg cũng được. Với cái bộ này có thể nâng cấp động cơ, số phụ và chở 1 tấn cũng được, không vấn đề gì cả. Giá của cái bộ này thì mình sẽ comment ở phía dưới để trả lời cho các bạn. Bộ cầu sau thì cũng sử dụng trục các đăng, động cơ liền cầu, rất là dễ sử dụng. Tất cả các cái sản phẩm như thế này thì bên xe điện motor điện chúng tôi đều đấu lối sẵn. Khách hàng về chỉ lắp ắc quy là sử dụng thôi. Chiều rộng cầu sau và cầu trước thì được chọn tùy ý khách hàng, có thể từ 40 cm cho đến 1m06 cm. Kích thước này chưa tính bánh, và nếu lắp bánh vào thì thường thường là sẽ cộng thêm một cái thân chiều dày của bánh xe. Ví dụ như là 1m06 mà cộng với cái bánh dày 9 phân thì nó sẽ ra là 1m15. Đấy, vì vậy là khách hàng tùy ý chọn và tùy theo tải trọng. Đây chỉ là một bộ tiêu biểu thôi, và cấu hình thì có thể nâng cấp theo ý của khách hàng. Tất cả đều có sẵn. Đây là tay lái thẳng. Tay lái thẳng được bắt qua cái bộ kẹp ghi đông như thế này. Còn đây là tay ga. Tay ga này thì vừa báo điện ở đây, ổ khóa đây và dây điện. Đây là công tắc tiến và lùi. Tiến, lùi. Còn đây là bộ cầu V-Sai liền động cơ 500W 48V 4 bình bé. Các bạn có thể nâng cấp lên 800W, 1000W, 1200W và 1300W. Có cả 1500W. Động cơ 48V 60V và 72V. Thường thường thì chỉ có 60V và 48V thôi. Video của chúng tôi đến đây là hết. Nếu thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video
comment giá ở dưới mình sẽ trả lời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.